Mình chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hôm nay là mình quay trở lại thăm căn nhà của hai mẹ con bà cụ Muôn nha mọi người. Thì không biết là sức khỏe của hai mẹ con như hôm nay như thế nào rồi. Thì lần trước thì nhà của hai mẹ con thì bị cướp vô lấy hết tài sản và lấy đồ rất là nhiều. Thì cũng tinh thần cũng chưa được ổn định lắm. Thì hôm nay là mình tiếp tục mình quay lại, mình thăm coi sức khỏe của bà cụ như thế nào, cũng như là coi cái tinh thần của cụ Vân như thế nào nha bà cô Vân. Đây là mình tới nhà của cô rồi nè. Ô, cô đi đâu vậy cô? Đi vô. Đi vô mà hả? Đi cô đi ngược. À, nha hả? Lấy cái cây lại giúp cô đi. Sao đi ngược vậy cô? Cô đi không được đâu. Ừ, cái cây nè. Tính lấy cái nồi dẻ đâu, cái bà ghế cho cô ngồi chơi. Dạ. Bữa nay cô khỏe không? Lấy giùm cô. Bữa nay cô khỏe không cô? Cô hả? Hôm qua tựa, hôm qua chóng mặt nhức đầu. Dạ, chóng mặt nhức đầu. Làm như nó bị bệnh tai biến vậy. Ừ. Con thấy cô đang ngồi đút cơm cho bà ăn hả? À. Nãy giờ bà ăn được nhiều không? Ăn được hơn nửa chén đó. Hơn nửa chén đó hả? Hôm nay ăn cơm gì cô? Cô ăn cơm vô tơ tơ tép á, tép bạc á, rồi lột ra cho bà cụ ăn với. Dạ, lột ra cho bà cụ ăn ha. Bữa nay bà cụ có quậy nữa không? Không không. Hai bữa nay bà không có quậy. Dạ, không quậy ha. Thì cũng bữa cũng mừng rồi. Vô qua thăm bà coi sức khỏe của bà sao. Thưa bà. Hả? Bà khỏe không? Hả? Khỏe hả? Hả? Hôm nay có nhớ con không? Nhớ, nhắc hoài. Nhắc hoài hả? Trời ơi, tội nghiệp quá. Không biết gì nữa. Nó thì, nó không ghé đi đường nào. Không biết đi. Dạ. Nó mới ghé đây với gì đâu à. Đi đường nào mà không ghé thăm hả bà? Hả? Dạ. Trời ơi, tội nghiệp quá. Trông con ha. Hả? Dạ. Nhớ hoài. Nhớ hoài. Bà nói lên thờ có xài ăn mấy chân lít trái. Dạ. Vậy hả? Nói nào? Mới đây nè. Vậy hả? Trời ơi, thù nghiệp quá, thấy thương quá. Lấy chân lít trái. Dạ. Nay bạn cơm nhiều không? Ăn được nửa chén. Nửa chén hả? Thôi. Dạ, thôi gì cũng được rồi bà. Thôi. Dạ, nửa chén ha. Nay ăn cơm có hôi không? Hả? Có tâm hôi nữa không? Không. Thằng nghiệp em đi ghé đi thăm. Dạ, tôi nghiệp đi ghé thăm hả bà? Bà gắng khỏe cho nó ghé thăm, gắng ăn nha má. Dạ, bà gắng khỏe nha bà. Gắng khỏe đi. Gắng nghỉ khỏe ha. Ăn bữa đồ này kia cho khỏe phán rồi cái. Biết sao không, cho mạnh giỏi nó ghé thăm má hoài. Dạ, đúng rồi, cho mạnh giỏi con ghé con thăm hoài. Thôi. Dạ, ngày sáng uống sữa không? Thôi, có. Có hả? Thôi. Dạ. Không có tiền, tiền có mua nha. Gì hả bà? Mua cho bà uống. Thôi, bà có rồi. Bà ngủ thiệt tình. Mấy hôm nay ngủ rồi còn có bò đi chỗ nào nữa không? Còn bò đi đâu không? Thôi, cửa nó đâu cái ngắt rồi. Ngắt rồi hả? Dạ, cũng đâu có đi đâu đâu, bà thì có bò đi nghe. Thôi. Dạ. Xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Thì mình đang ở nhà bà cụ Muôn nha mọi người. Bà năm nay đã 98 tuổi rồi. Nhưng mà bà mắt của bà không thấy đường nha mọi người. Mắt bà không thấy đường, với lại là bà chỉ ngồi một chỗ thôi, bà không có đi được. Bà có đi thì bà chỉ bò thôi mọi người, chỉ bò dưới đất thôi, bà không có đi được, tội nghiệp lắm. Mình giờ tới mình thăm bà mừng lắm mọi người, bà mừng quá trời mừng luôn. Ăn cơm no chưa bà? No rồi. No rồi ha. Thôi. Dạ. No rồi. Tội nghiệp lắm, nhắc tên của mình hoài, nhắc mình hoài hà. Cô đừng làm gì nha cô, con có nè, con có nên đem cà phê. Dạ. Con có đem cà phê của con thôi nè. Bà uống nước không? Con lấy nước cho bà uống nha. Uống nước không? Thôi, được rồi. Uống nước luôn ha. Con có mua nước ngọt cho bà uống ba đồ nước ngọt không? Ừ, uống nước ngọt hả? Ừ. Dạ, ngọt ngọt dễ uống ha. Nước ngọt dễ uống. Dạ. Còn bữa thì bà đi mấy chiều tối nha. Cô mới pha cho cụ. Dạ. Bả chiều bả mới uống. Dạ, chiều mới uống. Bây giờ thì cô cho uống nước ngọt vậy đó. Dạ. Uống nước ngọt đi.
ngủ nghe nước cam rồi đó. À, có chiều tối á thì cô mới cho ba cho cụ sữa. Dạ. Rồi cụ mới đi ngủ. Nhiều khi chiều bà không có ăn cơm được á. Dạ. Giờ này thì cho bà uống ly nước ngọt á, gầy lắm. Nghiệp quá. Vì nó bà uống được. Dạ. Bữa nay con đi mình không có đi với Trâm á. Dạ con đi có mình à. Tụi Nghiệp quá trời đi gì. Dạ. Mới đây ghé thăm bà rồi ghé thăm nữa. Dạ rảnh giờ nào con đi thăm về đó cô ơi. Dạ. Nay có đem quà cho cụ nữa nè. Ôi có kiến rồi, mới để chút xíu có kiến rồi. Có kiến hả? Rồi mình chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì lần trước mình có quay bà cụ đó thì có một số cô chú anh chị thì thấy bà cụ rất là tội nghiệp, rất là đáng thương, nên là có một người chị của mình là ở bên Mỹ là tên là chị Cúc thì có gửi quà về cho bà cụ. Thì hôm nay là mình đã nhận được quà rồi, thì hôm nay là mình mang tới cho bà cụ nha. Dạ bà ơi, có người chị của con á, có chị của con có gửi cho bà đồ quà nè. Dạ. Cảm ơn. Dạ, có gửi cho bà cái nón nữa nè bà. Nè, cái nón cái mũ len đó bà, cái len mình đội trên đầu á. Để nhưng mà khi trời lạnh cái mình đội trên đầu. Nói với chị của con ở nước nào vậy lý? Dạ Mỹ. Trời ơi Mỹ lúc này nghe nó bệnh hoạn lắm nè. Dạ, bệnh nhưng mà cũng thôi, cũng gửi đồ về cũng không sao cô. Rồi. Trời ơi, cho bà kìa, bà đội đầu kìa. Rồi, để con đội cho nghe. Dạ, muốn đội liền. Dạ. Rồi, trời ơi chị Cúc này chị mua cái này đẹp quá. Bà phái bà đội liền hả? Dạ, phái đội liền luôn nè. À, bà cụ vậy đó. Đó. Phái đồ gì mới? Phái đội liền. Rồi, nhìn qua con nè bà. Rồi, ấm đầu không? Rồi ấm cái đầu rồi ha. Ơi vui quá vui quá. Nè chị của con có gửi cho bà chai dầu nữa nè bà. Bà cũng mua nè chai dầu gió xanh nha, khi nào mình nhức mỏi và sức ha. Đó. Rồi cái này là thuốc nhức mỏi nè, thuốc giảm đau nè, có đau nhức gì đó cái mình uống vô nha bà. Đây thuốc giảm đau nha. Dạ chị. Trời ơi tội nghiệp quá ha, đội cái nón nè, thấy thương quá à. Rồi để mình để cái chân cho mình quay cho nó dễ nha. Rồi chị của con á bà, nè có gửi thịt cho bà nữa nè, một cái hộp thịt nè nha, hộp thịt này để ăn nè. Đây. Cho bà cụ dùm cô coi đi. Dạ. Dạ bà, đây là hộp thịt nữa nè bà. Dạ bà, cảm ơn. Rồi bữa nay được nhiều quà quá nè ha. Dạ, thôi mình uống miếng nước đi bà. Uống miếng nước đi ha. À. Dạ, uống nước đi. Ồ, đội cái nón thấy thương quá ha. Trời, đội nón lên. Nón cái nón len thấy thương quá à. Uống vô đi nước đi má, nước ngọt á. Lý đó nó có làm nước thành ra tôi có làm cho nó. Dạ. Làm nước cô làm được mà. Dạ thôi được rồi cô, con có đem nước theo con à. Ừ, bữa nay được quá trời quà rồi, mừng quá. Ấm đầu ha. Dạ. Thôi nằm đi bà. Nè chị của con có gửi cho bà mấy hộp sữa nữa nè bà. Dạ hộp sữa nữa nghe. Cảm ơn. Cảm ơn nghe. Trời ơi. Đây hộp sữa nữa nè bà. Hai hộp sữa anh xua nha. Cảm ơn nghe nữa. Dạ. Đây có hai. Cho chị có gửi cho hai hộp sữa. Ôi ba hộp lận. Đây nữa nè, hộp sữa này là uống lâu lắm mới hết nè. Dạ, đây nghe bà, để con cầm cho, để nặng nha. Dạ. Để đâu, hoàn cận thế. Dạ, đây hộp thịt nữa nè bà, gửi thịt cho bà nữa nè. Nhiều quá. Ồ, gửi cho bà mấy chai dầu nữa nè. Đây một chai nữa nè, gửi hai chai dầu luôn nha. Dạ, gửi cho bà hai chai dầu, rồi hộp thịt nữa mà chị Cúc chị chu đáo quá, chị gửi nhiều quá, nhiều đồ quá trời luôn nè, cho bà cụ ăn những cái khi mà dịch bệnh nè, không có đi ra ngoài được. Rồi với lại là gửi xà phòng tắm nữa nè bà, xà bông tắm nè. Dạ, xà bông tắm nữa nha. Rồi đây là thịt nữa nè, giống như cá mồi nữa nè. Má, bà nói bà nhớ cô Lít, bà nhớ nó đó. Đúng rồi, này kẹo sô cô la này nhưng mà sô cô la nhưng mà đó, trời nóng quá nó bị chảy rồi, bỏ tủ lạnh đi cô. Ngang này mới được.
Cái này là chị đã thăm bà nha. Dạ, đi thăm mấy cái năm bà. Rồi ơi, gửi quà cho bà quá trời quà luôn rồi. Bà mừng không? Mừng không? Mừng. Mừng ha. Gửi cho hai chai dầu rồi thuốc giảm đau nè, thuốc nhức mỏi nè, rồi thịt nữa nè. Chị Cúc cũng chu đáo quá, chị gửi nhiều quà quá luôn. Đây, nhiều quá. Rồi cái nón đội nữa không? Rồi ha. Rồi đây giờ mình đợi nghe. Này hôm nay em tới thăm bà cụ nghe chị Cúc. Em đã nhận được cái quà của chị rồi, nhưng mà hôm nay em tới em mang em gửi cho bà cụ. Ừ, thế bà cụ bà vui quá. Dạ. Nói cảm ơn cô đó. Dạ, cảm ơn chị Cúc ha. Dạ, chị Cúc chỉ thương bà lắm á, thấy bà tội nghiệp lắm, thương ai cũng thương hết trơn á bà. Cảm ơn đi má. Sữa này á là mỗi bữa bà uống sữa nha. Bữa nào cũng uống nha bà. Bữa nào giấc chiều cô cũng pha cho. Giấc sáng, sắp sáng cũng uống đi, giấc sáng uống cũng tốt mà, giấc sáng uống đi rồi trưa trưa mình ăn cơm. Giấc sáng uống luôn nha. Dạ. Nghe bà mừng quá, nay nhận được quà đúng không? Em xua. Rồi thuốc giảm đau rồi thịt. Rồi, cảm ơn chị Cúc rất là nhiều nha. Cảm ơn anh luôn, cho em gửi lời thăm sức khỏe của anh nha chị Cúc. Mừng quá bà ơi, xà bông này là xà bông thơm lắm nè. Xà bông như mình tắm thì mình xin trà lên người của mình á. Dạ. Sữa này bà uống nha bà, sữa nhiều lắm nha, tới 3 hộp lần nha. Dạ, uống sữa nha bà. Bữa nay bà nhắc con, bà muốn nói gì với con? Bà muốn nói gì với con? Muốn nói con đi đâu ghé thăm bà. Dạ, muốn đi đâu ghé thăm bà. Lúc trước con cho hai hộp sữa, bà nói để về cho má của cô Lít, mẹ cô Lít. Giờ ba hộp sữa sao bà đánh thinh hả má? Đưa cô Lít hộp cho anh về. Trời ơi. Dạ, con nhận bà nhận hết rồi. Rồi con bà đưa con nhận. Dạ thôi, cái này của chị con á, có chị con gửi cho bà đó, cho bà vui. Cho bà uống cho có sức khỏe, với lại bà lớn tuổi rồi, uống nhiều vô cho có sức khỏe nha bà. Nha. Ba hả? Dở dạng hộp đi. Thôi, gửi cho ai bà? Gửi cho má con. Dạ má con hả? Dạ thôi cảm ơn bà nha. Để má đừng là coi con có tiền cái con mua cho mẹ con sao. Mà mẹ con còn nhỏ mà ha. Dạ mẹ con còn nhỏ, mới 4 mấy tuổi thôi. Nhỏ hơn con nhiều. Dạ. Còn trẻ ha. Dạ. Rồi bữa nay nhận được quà nhiều quá, con vui quá bà ơi. Vui quá. Vui là không bằng cháu. Sao vậy bà? Dạ, không bằng con vô đó. Không bằng con vô hả? Con vô mừng. Dạ mừng ha. Dạ. Con vô bả mừng á. Con vô bả mừng đúng rồi. Dạ thôi thời gian rảnh thì con tới con thăm bà cho vui ha. Dạ tới thăm bà cho vui. Cô đó cô Cúc chị của Lý, chị kết nghĩa của Lý gửi gì? Mà người ta bên Mỹ ta gửi về được, người ta đâu có đi máy bay được, sao ta gửi về được hết? Dạ, yeah, được chứ. Nói là bên nhà này làm, nhà cho ví dụ gì phải không chú? Quên, nó bỏ nhiều không? Nực không bà? Nó bất quạt lên rồi. Hàm. Hàm hả? Hàm nhưng mà ngồi gần, như đưa giỏng mà, đâu có cần sợ cái gì. Dạ. Yeah. Ghim đó gì vậy? Ghim đó gì vậy? Nóng chết mồm mà. Ủa chị vô này vậy? Mới vô đó. Mới vô thì hả? Ổng đâu rồi? Không biết ổng gì trễ nó đâu. Ổng hành chứ biết. Bữa hôm chị Sáu Phùng chị có vô. Nó nói tao bữa thứ hai vô. Vô với hai chị em thích tự lộn hoài à. Thuốc này thuốc nhất nè. Thì này cô chị có dặn nè. Chị có dặn là ngày uống 2 viên, ăn rồi mới uống nha. Bắt cái nhỏ thôi cô, nó kêu hù 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 á. Dặn thôi kìa. Tôi phim nó kêu hù 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 á.
quạt nào tắt chút xíu đi cô, tắt xíu thì tắt nha. Thấy con đợt kia chị bắt cho con mà tại cái quạt nó kêu. Chị biết không, tối ngày tôi không có bắt cái quạt đâu. Tôi sợ tốn tiền điện. Sợ tốn tiền điện. Rồi không có bắt tối ngày, đợt đợt chứ không có bắt. Đây có thịt ở đây nè bà, nào gánh cái bà kêu cô Ngọc Anh làm cho bà ăn nghe, thịt trong hộp. Dạ, có xà bông rồi bà gánh rồi bà đi bà tắm á, bà xài, bà lấy bà xài cho thơm nha. Ai. Dạ. Hay để Ngọc Anh nó tắm hết. Bà không tắm được, cô Ngọc Anh tắm hết đó. Nha. Thấy gần gần luôn. Chắc đẹp. Bằng cô Ngọc Anh có tắm quá. Đẹp nha. Nhưng mà nhờ bà nắm mà đi nổi không bà? À. Nhà nhắm đi nổi không? Đi về nhà con chơi. Đi đâu nổi. Đi gì nổi hả? Đi dẫu á. Má bò má lết má. Má lết đi má. Thôi. À. Sao vậy? Hồi sáng hôm qua bà lết đi đó mà. Ừ. Hồi chiều hôm qua bà lết đi, bà nhớ không? Bà lết đi đâu vậy bà? Bà lết đi vòng vòng vậy. Cô thấy có gạch rồi bà lết đi, để bà lết cho quen. Dạ. Cho nó mạnh dạng á. Ừ. Bà lết đi vòng vòng vậy chị ấy. Rồi má. Bà lết đi cái mà tôi hỏi sao bà không lên dọc mà lết kè lết cho mát, tôi lết tới đó đó, còn bà lết vòng vòng đi nè. Dạ hả? Cái mà lời cười sao tôi nói thôi tôi đóng cửa lại để bà lết bà lọt dưới đây xe dưới này cái đùng cái tiêu à, cái đóng cửa lại. Nãy tôi nằm đó tôi ăn, cái ba ăn xương mới liền liền hả? Liền chúng tôi cái cung hết rồi chứ thì ngồi vậy tôi mới xuống đây đó. Ngày đỡ dán, ngày đỡ không chết luôn. Ý là vậy mà còn được. Được là không sao. Kiếm gì bà? Hả? Kiếm gì hả? Trời, ai cháu ở đâu? Trời, gửi con ở đâu á? Dạ. Trời, gửi con ở đâu? Con đây nè. À. Gửi cô Lít đâu? Rồi, bà nghỉ nằm đi, có mệt thì nằm nghỉ đi nha. À. Dạ, nằm nghỉ đi. Hai ba cái giọng. Hai ba cái giọng. Rồi, con nghỉ. Văn giọng nha, con nghỉ. Dạ. Cái giọng này ta còn nhỏ, người ta đâu có nằm giọng. Má sợ gì? Má chắc làm buổi chiều không hả? Nắng giờ này nắng làm nó. Không có, hồi không biết. Nhiều khi nó làm lại tranh thủ thôi, nó đi làm nữa. Anh thấy thằng Ba Lan rồi xuống phụ. Ba Lan gì hả? Thằng Ba Lan ở đây nè. Đi đám rồi mà. Đi đám về hồi sáng. Rồi thấy thằng Bình với thằng Tấn làm ngoài. Rồi hôm qua bà Sáu phải đem ổi thôi cho mấy người làm ăn đó. Ăn bàn chứ cái đống. Còn hỏi dạ? Dạ. Thì cho cô Lít ăn hả? Còn mày chơi đâu? Hết rồi. Mình chơi vậy má? Hái cho Lít ăn. Trời. Biết ăn hái cho Lít ăn. Hái cho cụ đất ăn hả? Sao má nói cụ đất mà sao Lít đâu? À, cụ đất. Dạ. Bác kêu hái ổi cho nó. Giống cháu thôi. Lên bàn thờ có xài không? Lấy xài gọt cho cụ đất ăn. Dạ, không cho cụ đất ăn. Hôm qua nó đem qua nó cho tôi tấm xài tôi để đó. Cái nhỏ nhỏ vậy nè. Nửa đi mẹ tối rồi. Bạn xài không? Con gọt xài cho ăn. Không. Rồi hỏi gọt bà ăn nha, bà nó không. Bà không ăn xài. Hồi nãy bà kêu lên thờ coi còn dễ xài chẳng nghe lấy xuống gọt cho cô đất ha. Còn không còn cái sắm nào để đi chú hay đó. Hết quá. Bé. Xài nó ngọt. Con có rồi. Nó còn bé, nó còn mua đem vô. Chiến rồi á, à, cô Lít chưa đây nè, bà nói à, để làm ăn cho. Tôi hỏi còn Duyên chịu không, hồi làm ai ai? Dạ. Duyên. Biết trơn nha. Ừ, Duyên còn đi học, con Duyên đâu có đi học đâu, bà nói Duyên đi học. Bà ơi, thôi con về nha bà, con vô con mang quà vô cho bà, thôi con về con về nha.
Ở chơi hả? Nhà đâu mà kêu ở chơi. Ở chơi nói chuyện với bà phải không? À. Dạ. Cháu bà đâu mà không kêu đi chơi, mà kêu ở chơi. Trời ơi, bà nằm không mà biết biết là mai nữa. Trời, nằm biết là mai nữa. Trời ơi, bà còn cứng khờ. Thuốc này thuốc nhức mỏi nha cô. Thuốc này thuốc nhức mỏi nha, có ghi trên đây nè. Thuốc nhức, dạ, thuốc giảm đau. Giảm đau. Dạ, đau nhức xương khớp gì đó, khi mình đau nhức mình mẩy gì đó, khi mình uống vô. Mình ăn, nhớ ăn trước khi uống. Ê, uống rồi máu nó quen rồi, thuốc không quen rồi thuốc rồi uống. Không phải đau hoài đâu. Lâu lâu mới đau mà cô. Mấy người đó đau hoài, mấy bà đó chứ không phải Hoàng đau hoài, vợ mấy Hoàng. Hai người dứt hoài luôn á. Thuốc mình Mỹ cho uống hết rồi, cái thôi rồi, trời Mỹ biết nào Mỹ gì nữa. Bị cô liếc vậy hết rồi. Cô la cô liếc vậy nè. Nó cho ngọt 300 viên nha. Hoàng á. Sao bà? Ai cũng thương cháu. Chú nhắc nha. À. Nhắc cái gì bà? Nói thằng người chú đâu rồi bà? Dễ sợ. Wow, nó thấy là đây cái nó quay bà cụ này kia. Đâu rồi? Chú Út bà đâu rồi má? Đi về chảnh này. Chơi nha. Bức tôn bà đó. Ừ. Chú Hoàng ha. Ừ. Đứa một còn con gái không? Bức tôn bà đó. Dạ. Bức tôn lắm nó lắm nói. Đúng rồi. Bức tôn mà. Bức tôn mà. Rồi cô mỗi ngày cô pha sữa cho bà uống nha cô. Pha sữa đi, như sáng uống rồi chiều uống ha. Chiều uống, chiều bữa nào cô cũng tối tối á. Gần tới tối bà đi ngủ á. Dạ. Ông quấy rồi bà đi. Dạ. Có chuyện lộn nghe cái thịt đâu đó nó kìa, thịt đâu đó thì còn có hộp mà hộp đó hộp cà phê à, còn hộp. Dạ, có thịt với xà bông đồ đó rồi cũng lấy ra xài như cô. À. Cái đó không có để lâu được ha. Thịt cho cô cảm ơn con đi. Dạ, thấy cô thấy bà cũng tội nghiệp nên cũng hy vọng có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cho bà cũng vậy cũng mừng. Rồi có dầu rồi nó sức rồi nhức mỏi nha cô. Thôi giờ con cũng về nha cô, cũng về tranh thủ rồi. À. Tranh thủ con chạy về. Nha. Dạ. Nhà chú đâu rồi? Con ở chỗ mấy cô. Dạ. Vậy thay thế chồng tôi cảm ơn chú nha. Dạ, cô nè, cô của vợ của chú Hoàng. À, dạ. Thay thế ổng cảm ơn chú nhiều nha. Dạ, không gì đâu cô. Dạ, thấy bà. Thì cũng giúp đỡ má bà già cả rồi. Dạ, già cả rồi. Vậy thấy bà mua nay như thấy bà khỏe con cũng mừng cô ơi. Bà 90 mấy tuổi rồi. Dạ, gần 100 tuổi rồi. À. Vậy là bây giờ còn minh mẫn lắm, vậy là còn khỏe lắm dạ. Rồi. Vậy thay thế ông xã nên cảm ơn chú nha. Dạ. Đi đâu mất rồi. Dạ. Thôi đưa bà con về nha. Dạ. Dạ, về bà ơi, về còn đi lượm cái chai lông vịt nữa. Còn đi làm nữa chứ đâu có ở không đâu. Dạ. Phải đi mua cái chai lông vịt nữa. Bữa nào rảnh con vô con thăm bà nữa ha. À. Dạ. Dạ, bà giữ gìn sức khỏe nha. À. Giữ gìn sức khỏe nha. À, dạ, về mày nhiều điều má nói. Dạ, hồi hay không? Dạ. Cảm ơn bà nha. Dạ, chúc bà mạnh khỏe nha, sống lâu hơn 100 tuổi luôn nha bà. Chúc gặp nhiều may mắn nha. Lâu quá. Già quá. Già quá nhưng mà mình phải sống lâu với con cháu chứ. Con tới con thăm bà chứ. Ngon mình. Ha. Rồi, chúc nhiều điều may mắn nữa ha. Dạ, cảm ơn bà. Bán như chai cho đắt nha. Dạ, bán như chai lông vịt, lượm như chai lông vịt cho đắt. Cảm ơn nhiều con ơi. Dạ. Trước mình đã giúp đỡ sửa cái căn nhà cho bà nè, cũng xong xuôi hết rồi nè mọi người. Xong xuôi hết rồi nè. Cái nhà này cũng trước mình đã có quyên góp vận động được rồi, cũng cắt cái căn nhà cái mái này phía sau này cho bà rồi thì cũng hoàn thành rồi mọi người, cũng mừng quá. Thì qua đây rồi cũng chân thành cảm ơn tất cả mọi người, tất cả các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm ủng hộ mà giúp đỡ các bà cụ muôn nha cả nhà. Rồi một lần nữa thì cũng cảm ơn chị Cúc rất là nhiều, cũng đã gửi quà về thì cho em gửi lời thăm sức khỏe của chị Cúc cũng như là gửi lời thăm sức khỏe với anh nha, của anh nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người, bye bye nha, hẹn mọi người một video tiếp theo nha mọi người. Về rồi hả? Còn thì quay phim mát kìa. Không bao giờ nhớ được cái này. Không bao giờ nhớ được cái này. Không bao giờ nhớ được cái này.
chưa đủ ngon quá mọi người, ngon quá. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bỏ vậy.